Dạ, ông nhỏ miền Tây xin mến chào ông bà, cô, chú, anh chị và các bạn. Chào cả nhà. Thì hôm nay mấy anh em mình sẽ là trang trí cây mai với là sơn cửa. Do là gần Tết á nên mấy anh em mình sẽ trang trí. Đây nè, xin mời cả nhà cùng trang trí mai với gia đình luôn. Tết nhất đến nơi rồi cả nhà ơi. Tranh thủ dọn dẹp cái trang trí. À, cái này là anh Nho làm mấy bữa nay nè. Công đoạn đầu tiên nó đã hoàn thành này, chỉ còn công đoạn gắn cái bông mai giả vô nữa thôi. Tại cái phần cái mai này thì nói chung không phải là cây mai mà chỉ qua là một cái gốc cây thôi. Nhưng mà tại mình ở đây không có cây mai á, cho nên mình làm cây mai giả để mình trang trí Tết cả nhà ơi. Mai này thì nó cũng thuộc loại cổ thụ rồi. Nữa là làm xong không biết đấu giá được nhiêu đây. Này. Nho là đào. Kiếm được cái cây xong rồi cái mình gọt, rồi sơn, rồi phơi nắng. Nhìn nó sẽ ra được như vậy. Còn công đoạn cuối cùng là mình gắn mấy cái hoa mai vô. Hôm nay thì cha cũng đi làm rồi. Nay còn mấy anh chị em mình, hồi mình sơn lại cái hàng rào B40 ở trong cái cửa nhà nữa. Này, cái mai này thì mấy anh chị em mình thì tự sáng chế luôn cả nhà ơi. Có giá là tầm khoảng cũng không có cao lắm, vừa vừa. Tầm nhiêu em cho ra giá trước đi. Em tầm 100-120 ngàn đó. Không nghe, cái dụng cụ mình mua để làm cái này. Chứ không phải là mình làm xong mà mình bán được cái giá này. Nói chung là mình làm thì không có giá tiền cả nhà, tại vì làm cái này chủ yếu là trang trí cho ngày Tết mình, nó có thêm cái phần gọi là may mắn vậy thôi. Dạ, tại Tết á, đặc trưng ở miền Nam là cây hoa mai màu vàng đem lại sự may mắn. Nên Tết năm nay mấy anh chị mình cố gắng làm ra một cây mai. Cây mai này là tự làm hết luôn, tự trang trí luôn. Vô hết cho mai đi, vô nhánh đi, rồi nữa mình gắn sao cũng được. Gắn từ trong ra ngoài á. Gắn từ trong ra ngoài á, đừng gắn ngoài trong, hỏi cái tay lòn lòn vô nó sứt ra ha. Cây mai này lâu năm lên, nó lên màu đẹp luôn anh ơi. Cây mai người ta quanh năm suốt tháng á, năm này qua năm kia nó sẽ mau lớn, còn cây mai này nó không có lớn. Cây mai này cũng không có thay lá, chỉ còn nữa là Tết thì thay bông. Khỏi tiếng nước luôn. Trời mai này sống vĩnh cửu đó. Anh Nho mặc cái áo tay dài để ngồi xíu sơn cánh cửa cho đừng có văng dơ cả nhà. Nhìn đẹp lắm anh, thích lắm luôn á. Gì đâu, hồi lên bông hết rồi nhìn chắc cũng nói chung cũng được được mắt á. Này, những cái bông hoa mai đã được gắn vô đầu tiên rồi nè. Cái bọc bông hoa này á chỉ có một cái lá rồi cả nhà, nên là cây mai này dự tính bông nó sẽ mọc nhiều hơn, sẽ dày đặc hơn. Tết nhất cái nơi người ta lặt lá ra bông mà. Có một lá thôi, lặt lá ra bông mà, đâu còn bờ lá nhiều đâu. Đây, cây mai này cũng xù xì như ai đó anh. Trời ơi, uống ít rồi ghép chi rồi chứ. Thích quá anh ơi. Nhìn nó cũng lạ nè. Em biết cây mai này anh học hỏi từ đâu không? Đâu anh? Từ đó anh Năm á. Năm đi bộ đội về anh làm á. Mà tính anh ngộ lắm, mấy cái nào mà anh thích rồi ha, anh nhìn qua rồi cái anh nhớ liền à. Học nghề của anh hết trơn à. Lần đầu tiên gia đình đón Tết có cây hoa mai á. Như lúc trước là đi săn bắt ếch này rồi nè. Là anh Năm anh chỉ anh không đó. Năm anh hay lắm. Cũng thuộc loại là cao thủ trong cao thủ đó chứ không phải thường đâu. Mà cây mai này anh nghĩ chắc hai bọc bông mai chắc không đủ quá.
Nếu không đủ thì mình mua thêm anh, tại vì quá khứ cây mai rồi. Tại anh còn gắn thêm mấy cái chi nữa nè. Chắc là dự tính là nếu mà không đủ thì mua thêm một hoặc hai bọc. Nhìn nhìn thấy nó cũng lên, nó cũng được được ha. Cũng không đến nổi nha. Cái bông, cái cây mai này nó nhìn sao ta, không biết sao diễn giải thích sao luôn á ta. Cái màu cam á anh, đi lên lên nhìn nó bắt mắt gì lắm luôn á. Mắt không? À, cái phía trong cái chậu á là anh Nho đổ xi măng á cả nhà, cho nó cứng á. Anh đổ xi măng anh cũng đổ ít thôi chứ không dám đổ nhiều, nó nặng lắm. Dạ. Mình mua cái chậu nhỏ nè, cái mình đổ xi măng vô đây rồi mình phơi nắng cho nó khô. Phía trên đây. Đây. Đó. Cái này mà làm mà xong luôn là tầm chắc nếu mình làm liên tục luôn là chắc tầm 3 đến 4 ngày á, tại vì mình cần có thời gian phơi. Sơn sơn thì mình phải sơn rồi xong mình phơi cho nó khô, với lại xi măng á khi mình để cái cây mai vô chậu rồi mình đổ xi măng vô cho nó khô nữa. Với lại cái công đoạn mà bứng cái gốc này lên mà mình gọt cái vỏ nó rất là lâu, tại vì ở trong mấy chỗ này nè rất là khó gọt đó cả nhà. Ồ, thấy nhánh hoành chưa? Hoành tráng chưa? Bắt đầu từ hôm nay là cái căn chòi của Út Nhỏ Miền Tây đã có không khí Tết rồi. Nếu thấy hoa mai là thấy Tết. Thật sự ra là nhà cũng có một cây mai nữa cả nhà, nhưng mà nó nhỏ xíu à. Đừng có nói, tại anh mới chiếc. Anh Nho mới chiếc cây mai nhỏ xíu à. Mới sữa. Mới có lá non à. Nên là chưa có hoa được. Chưa có không khí. Đúng rồi. Được cái nụ em. Đúng rồi đó chị. Được cái nụ luôn á. Đó, nãy giờ thì mấy anh chị em gắn được nửa cây mai này cả nhà. Nhưng mà do là thiếu rồi nên là xíu mình gắn thêm. Mình dự định là nó có khoảng 2 cái bọc bông thôi mà bây giờ là tầm 6 đến 7 bọc rồi. Đó. Này là chi phí phát sinh thêm cây mai chắc giá trị dữ lắm à. Cái hoa này đẹp chứ. Đẹp không ngoại? Đi quay lên là đẹp, má này đẹp, làm gì cũng đẹp. Này có bà ngoại nữa nè cả nhà ơi. Ngoại lên chơi cùng với gia đình ở tới Tết luôn. Bà cô đâu? Bà cô đâu? Cô nó hả? Này. Nó nằm ở con kia. Những cái lá đầu tiên của cây mai đã hoàn thành được mấy nhánh rồi, một mới ba nhánh này cưng ơi. Ba nhánh mà tính ra là hai bọc rồi hả? Hai bọc rồi đó anh. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 còn 12 nhánh nữa. Mà năm nay mai này chỗ bông như hơi sớm à. Mai này mai tứ quý anh ơi. Mới đúng 20 anh. 20 hai mấy à mà ra bông vàng cây hết rồi. Một xíu nữa là mấy chị em mình mua thêm á, gắn cây mai cho nó đầy đủ luôn. Mình sẽ quay lại cho cả nhà xem lần nữa. Bây giờ mình gắn mới có tầm 2 bọc bông mà lên nhìn cũng thấy nó đẹp quá luôn này cả nhà. Thì đối với mấy anh chị em á thì thấy nó đẹp vậy thôi, còn đối với cả nhà thì không biết sẽ như thế nào ha. Mình ở trong quê mà bây giờ thì ở quê cũng chưa thấy không khí Tết nữa cả nhà. Mấy anh chị em mình trang trí lên cho nó đẹp với căn chòi cho nó có không khí Tết. Quay cho cả nhà xem cho thấy nó có không khí nó sôi động.
Thì cây mai hai nãy giờ cũng làm á, cả nhà ơi, cũng chưa có xong nữa. Nên là mình sẽ nấu ăn một xíu á, xong rồi mình sẽ thưởng thức. Đây sẽ có phần thịt bò nè. Thịt bò này thì mình sẽ xào với bông cải, hành tây, cà rốt. Rồi cái phần thịt heo thì mình sẽ rang sả ớt. Rồi xin mời ông bà cô chú và các anh chị cùng vô bếp nó ăn với gia đình. Rồi em sẽ ướp thịt bò. Nãy giờ chị cũng chuẩn bị sẵn hết rồi đó. Mình xách sẵn luôn rồi. Mình sẽ cho dầu hào. Nêm. Cho thêm một ít nước tương. Bột ngọt với đường. Trộn nè. Rồi em sẽ cho thêm một ít tỏi. Cái này cắn nó ngon nè. Cái này mình ướp, mình để cho nó thấm trước. Rồi giờ em sẽ gọt cà gót. Không là quấn lên nhìn cũng được ha. Quấn lên đẹp, nó đẹp mà. Lá đâu trời. Thánh thụ mai Tết mà anh, lặt lá. Trời. Đó chứ, mà Tết rồi nó ra lá non màu hai lá. Cây mai này là toàn là bông không dưới được tầm 4-5 cái lá non. Được thôi. Tết mai tôi lặt lá hết mà phải không Ngọt? Hôm nay cây mai của anh dưới có bông chưa anh Ngọt? Chưa cưng. Cây này chắc là tới cho đốc nữa quá. Là tới cho đốc quá. Năm rồi nó có rụng bớt rồi. Em dạ. Đỏ đó qua Tết rồi nó rụng mưa gió. Cho mai này theo như đem đi đấu giá thì nhắm được nhiều hơn ngon. Giờ thì bảy đấu giá. Bộ mày à. Đẹp nhất rồi đó. Đẹp nhất là thì bảy đó. Chứ giờ chưa có bông mà. Chưa có bông, mình bông mình nở như là ăn Tết sớm luôn á. Có cây mai nào thì mình làm đại cây mai cho đón Tết thì nó sinh ngọt rồi. Giờ em sẽ nấu món thịt heo gam sả ớt trước. Dầu sôi em sẽ cho tỏi với hành tím vào thử. Cái phần tỏi với hành nó thơm rồi, thì sẽ tiếp theo sẽ cho phần thịt vào. Cái này thịt mình rang lên cho nó vàng cái xém cạnh ở ngoài á, hồi cho nó thơm. Bởi vì tỏi với hành mình không cần cho nó vàng, em nếu vàng mình hồi mình khét hả chị? Nó chiên lên nữa là nó sẽ khét. Hai chị em làm sao làm nha? Anh làm xong cây mai là bên đây cũng chín thức ăn hết rồi đó. Mình xong rồi nè em. Nửa cây của anh rồi đó chứ. Rồi cái phần thịt heo á em cũng đã rang cho nó vàng rồi, giờ em sẽ cho sả với ớt vào. Bên phần dầu bên đây nè, thử cho nó thơm.
Rồi cái phần xả cũng đã vàng nè cả nhà ơi, mình sẽ đảo thịt vào. Rồi giờ em sẽ cho nước mắm vào, cho thêm một ít đường cho nó mặn mặn ngọt ngọt. Ui thơm quá chị ơi. Nước mắm đường vô thơm lên liền. Dạ đúng rồi. Thịt rang xả ớt bây giờ cũng đã hoàn thành này nè cả nhà. Mình cho nước mắm với đường mặn mặn ngọt ngọt rồi mình ăn cơm ngon lắm. Này. Rồi giờ em sẽ xào bằng thịt bò, xử tỏi. Thịt bò nó cũng hơi chín đó nha. Dạ đúng rồi đó chị. Nãy thì mấy chị em cũng đã nêm gia vị trong đây rồi. Mình xào cho thịt bò nó tái lại cái mình cho ra dĩa để mình xào phần rau củ. Vậy thịt bò nó mềm nó ngon ngon. Phần thịt bò này em cũng đã xào cho nó săn săn rồi nè. Em cho ra cái thau, em sẽ xào rau củ, bông cải xanh, rồi em sẽ cho tỏi vào khử tiếp. Tỏi vàng rồi sẽ thả bông cải xanh vô đầu tiên. Rồi cái tiếp sẽ cho phần cà gót vào, tại vì cà gót này nó cũng lâu chín. Rồi giờ tiếp theo sẽ cho phần hành tây. Nhìn nó hấp dẫn rồi đó em ơi. Có đủ 3 màu à. Đổ thịt bò lên nữa nè. Tuyệt vời. Mấy cái rau củ này em xào nó chín rồi. Giờ em sẽ cho thịt bò vào. Nhìn miếng thịt bò nó mềm ấy em. Ừ đó chị. Nói ngon rồi. Rồi món thịt bò xào bông cải đã chín. Giờ em sẽ cuối cùng là cho càng tàu. Đó, cho nó thơm. Rồi giờ sẽ khui cái đồng hồ cho cả nhà xem. Đấy. Để chị em mình mới mua luôn. Mình treo ngoài chạy. Có cây mai luôn em. Đúng giờ luôn rồi chị. Hôm qua em mua, chị mua thì cái chú bán đồng hồ có chỉnh cái thân chị rồi. Nó tượng trưng cho điều may mắn sẽ đến. Mình sẽ treo lên cái chạy mình luôn, cái chòi mình luôn. Trên đây luôn đi. Chiến giữa luôn, mình coi cho nó dễ á. Này. Đây được không anh? Được chứ em. Chắc được phải chị. Đó là ok luôn á, xích xuống cái. À đó, đúng bài. Cái này chắc mình phải đóng đinh rồi em ơi. Rồi, dạ. Cái này cho em bà đóng đinh luôn rồi. Đó, đóng đinh không? Có phải có cái móc không? Em lấy xuống thử coi có cái móc không? Nè, có cái lỗ. À, đây có cái lỗ nè. Mình canh canh nè, sao quá. Cái này cho em bà lấy búa đóng đinh của coi. Đây, 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 đây. Rụng. Chút vào đây.
Rồi, Osaka. Chị máng lên được chưa? Chồng. Hơi bụi. Thọt được. Chưa vô. Không vô được nè anh. Vô, nãy anh thọt vô được. Ra đây, ra. Buông ra. Đó. Gì đây nó thọt nè. Ông lấy miếng cam dán ở dưới chân đó không? Mình có keo mướp kìa em, tại keo mướp mà đi vô cái cây này nó dính cứng lắm á. Keo mướp cái chân luôn. Vậy nó dạ. Này nè, tại cái cột này nó hơi xiên. Dưới là quanh chán hả? Chúc mừng năm mới. Yeah. Đây, em cây mai này là đã hoàn thành rồi đó cả nhà. Bây giờ mình sẽ chiêm ngưỡng cả nhà chiêm ngưỡng thành quả từ sáng giờ của anh Nho anh làm. Mấy chị em thì nấu nướng giờ cũng hoàn thành này. Cái mai này theo như hai chị em đánh giá mà đem ra bán đấu giá cỡ nhiều. Ừ. Mệt luôn á, nậu quán bông rồi biết mệt như là 6 hay 7 bịch bao bông vậy. 7 bịch bông, ban đầu sợ sao? Tính nó có ít à, trong nó phát sinh đó cả nhà. Nên là mình làm nó nhiều bông hơn. Lúc đầu mình định cái nhánh ở trong á, nhỏ nhỏ. Cái giờ mình thấy kiếm cái nhỏ không có, thấy nhánh bự này nó đẹp quá. Nên là mình chọn nhánh bự luôn, nên nó có nhiều bông. Coi ra cái chỗ nào cần sửa chữa gì á hú anh nha. Cái làm này nó cũng hơi xịt xót à. Dạ thịt bò xào với bông cải xanh, thịt heo, rang sả ớt. Dạ con xin mời ngoại dùng cơm, xin mời cha, xin mời cả nhà luôn. Mời má dùng cơm, mời cả nhà dùng cơm. Mời má ơi. Mời cả nhà cho cơm. Mời cả nhà dùng cơm vui vẻ xuân sắp tới. Rồi, mời cả nhà luôn nha. Hai bé cào thịt bò cái này bà ngoại ăn không được rồi. Dài hả anh? Trứng quá trứng rồi, dài lắm. Dạ mời cả nhà nha. Hiểu không á? Tại ngoại trăng trời ăn không ăn thịt bò được. Ừ, không ăn thịt bò. Thịt bò này nãy nhớ để vô đảo qua đảo lại là đem ra đó anh. Dạ xin mời cả nhà. Còn tay tay thì nó mới mềm vậy. Còn này nó chín quá là nó dài. Thấm là nó vừa luôn chị. Sáng giờ ông Út đi làm, ông nhỏ, ông lớn ở nhà cũng trang trí Tết sắp tới rồi cả nhà ơi. Mấy ngày Tết này mình không có đi sân Bắc. Sáng giờ mấy anh em làm xong cây mai với nấu một cơm sáng, chưa sơn cánh cửa kịp luôn á cha, tới trưa rồi. Mai chi nhiều quá. Gắn lâu. Mai đẹp chứ. Mai đẹp ghê mà. Coi hình dáng ha. Sao cha? Trang điểm cái nó đẹp. Giờ với hình dáng không thì nó không ra gì dần không? Đúng rồi. Bữa nay gắn bông hoa luôn, đậm đẹp. Bữa nay mình vừa thưởng thức cơm mà mọi sự chú ý đều tập trung ở cây mai hết á cả nhà. Tổng cộng như nó là 2 ngày á. Tại vì Tết á, sắp tới mà nhưng gia đình của cha ốc nhỏ, cha con ốc nhỏ không có cây mai để tượng trưng cho 3 ngày Tết. Nhưng bây giờ mình làm
cây mai này mình tượng trưng cho mấy ngày Tết. Chà miếng canh canh đó chà biết gì không? Thử chú. Làm có chú trái hả bò chú. Thôi chú chơi. Cái thằng của bắp cải nè. Cải hả? Cải mềm. Ngon không? Ngọt hết chà. Ngọt ngon. Cũng ngon lắm. Dạ Trang xin mời cả nhà dùng cơm luôn. Ngày món thịt bò tràn đắt nhất là cái món bông cải. Dạ. Bông cải nó ngon tuyệt vời luôn. Bông cải xanh nó ngọt không? Đúng rồi. Nó nói bông hẹ ngon lắm cơ. Dạ. Thịt bò bông hẹ. Dạ. Bông mới hen chứ không phải hẹ. Bông bông con chưa thấy. Ừ. Cái gì không có bông. Có bao công con mẹ má, con mẹ. Bây giờ phải chạy không thấy con mẹ. Ừ, không thấy. Con mẹ chào thịt bò nhà nhất cái nách. Trong chưa thấy chưa? Ừ. Thôi con biết rồi. Bông y gan với cái bông quệ vậy phải không? Ờ đúng rồi đó. Trời ơi cái đó nữa thôi, chúng bài. Ngon lắm, chào thịt bò. Sao nó cũng ngon. Cũng được. Sao không thấy. Cũng có trai ăn nha. Con mẹ chào thịt bò á. Mình ở đây à. Tại vì hẹ ít có bông, thấy có bông. Sao người ta không để tới bông, có bông hết trơn. Tại hai bán trước đó. Chứ siêu thị có mà. Ừ. Dạ siêu thị có ừ. Rồi. Bông Thiên Lý cũng xào đúng bài á. Không thì bò xào gì là ăn. Để mời. Ngon thịt heo mà. Cũng ngon. Nhặt cái cha ăn không được thôi. Này cho cha ăn món thịt bò. Thịt heo kêu gì? Thịt heo này rang cho ớt. Rang xong cái ớt cũng không thấy anh ơi, còn thấy xả không ạ? Ngon. Mình làm mặn mặn ngọt ngọt. Mình ăn chung với cơm ngọt. Cắp rau cho ngoại em. Bông cải. Dạ. Bông cải cái này mắc quá. Nó rẻ. Mắc không mày? Ừ. Bông cải là 50 ngàn ký ngoại. Ừ. Nhưng mà nước ngoài chỗ bà bán hết cái ngoại đó bà bán 30 ngàn ký. Dạ. Cải trắng bông bông trắng cũng vậy mà bông xanh này cũng vậy. Dạ. Mẹ bớt thêm không ạ? Ngoại. Ngoại. Ngoại lắp đồ ăn ấy. Rau ngoại. Dạ. Rau cho tốt hệ tiêu hóa. Hải nó ăn cơm ngon không ngoại? Ngon. Cơm này cũng ngon lắm. Nhưng mà ngoại ăn mỗi bữa được một chén rồi cả nhà. Không có ăn nhiều được á. Dạ, vậy ngoại ăn thịt, ăn rau. Ăn rau mà, tốt hả tiêu quá. Bữa nào mua thịt bò về làm bít tết bữa em. Ngon lắm à, nó mềm da ngon. Cái tảng bự vậy ha. Ừ. Mình nướng không? Ừ. Mà má gắn ăn uống vô để sống đời với con cháu. Trễ gì chết mày. Nhưng mà ngoài đó ngoài rồi mà. Bà đó 94 tuổi mới chết á. Dạ. Rồi á. Mấy chị em cũng vậy luôn. Ngoài ba. Ba cũng vậy, dì ba đó. Ngoài sống cầu. Cũng lâu không. Cái cà gói cũng vừa chín tới. Chứ bà nội con á cũng tuổi cao. Bà nội á, chết 92. Dạ thì sáng hôm nay á mấy anh chị em mình làm xong được cây hoa mai này cả nhà, rồi nấu được bữa cơm ăn buổi sáng ăn cùng với bà ngoại ăn rất là ngon. Thì để cho gia đình tiếp tục dùng bữa, Trang xin phép cả nhà khép video lại ở đây. Cảm ơn cả nhà đã xem hết video nha. Bye bye cả nhà. Bye bye cả nhà.